nhau sớm chiều, thương nhau thật nhiều và yêu như chưa từng yêu. Hỡi anh yêu, em cũng muốn nói một lời mình cưới nhà anh, với em chỉ cần anh thôi. Yêu anh mất rồi, chưa bao giờ nguôi, mình sinh ra để thành đôi. Đừng ngại ngần gọi tên em đi, đừng ngại ngần gọi tên anh đi, đừng ngại ngần gọi tên nhau đi, mình cưới nhau đi. Chẳng chờ gì chồng ơi em đây, chẳng chờ gì vợ ơi anh đây, lời tuyệt vời nào hơn hôm nay mình cưới nhau ngay. Yes I do, anh sẽ mãi là chồng của em. Yes I do, em sẽ mãi là vợ của anh. Hôn nhau đi em còn chờ gì, hôn em đi anh còn chờ gì, từ nay về sau mình chung bước đi. Yes I do, anh yêu em hơn ngàn đắm say. Yes I do, em yêu anh trong từng phút giây. Yêu nhau đến mai về sau, bên nhau đến khi bạc đầu, mình sẽ hạnh phúc dù ở nơi đâu. Chỉ cần có hôn của chú rể hoàng phẩm san hô và cô dâu thủy kèo xin xin phép được bắt đầu ạ. Thưa quý vị, một tràng vỗ tay. Kính thưa quý vị, vỗ tay thật lớn thật dài hơn nữa đi ạ, để chúc mừng cho sự ra mắt của cô dâu và chú rể, cộng với pháo điện, cộng với những tràng vỗ tay của quý vị sẽ tạo nên một khung cảnh vô cùng ấm áp, vô cùng hạnh phúc của chủ nhân bữa tiệc ngày hôm nay. Và trước khi chương trình được bắt đầu theo như nghi lễ và thủ tục, chúng tôi xin được trân trọng kính mời đại diện họ nhà gái sẽ lên có đôi lời phát biểu để trao dâu, và đại diện họ nhà trai sẽ có đôi lời phát biểu để nhận dâu. Dạ, xin mời bác Chiến. Bác Quyên lên trao dâu cho họ nhà trai đi. Kính thưa các cụ cao niên bậc phụ mẫu của hai gia đình, kính thưa quan viên hai họ, kính thưa toàn thể hội hôn, chúng tôi đại diện cho quan viên họ nhà gái cho phép tôi được gửi lời chào trân trọng và sức khỏe tới tất cả quý vị quan viên hai bên bốn họ cũng như là toàn thể hội hôn, xin trân trọng kính chào. Kính thưa toàn thể hội hôn, được phép của cha xứ, của hai chính quyền và hai gia đình đã bàn bạc. Thủy, thế thì giờ phút ngày lành tháng tốt của quan viên họ nhà trai đã đến chúng tôi để đón rước cháu Thủy về làm dâu con công các bà dưới này. Thế thì chúng tôi cũng cùng với quan viên họ nhà trai là một đoàn đại biểu cũng rất đông, cùng với họ nhà trai để dẫn cháu Thủy về tới hôn trường của họ nhà trai, trao cho ban tổ chức sẽ giao lại cho anh Phẩm làm bạn trăm năm của anh Phẩm và con cháu của ông các bà dưới này. Xin một lần nữa thay lời cho quan viên họ nhà gái, xin chúc các vị, chúc toàn thể hội hôn sang năm mới mạnh khỏe. Xin trân trọng cảm ơn. Dạ vâng, xin được trân trọng cảm ơn một vị đại diện họ nhà gái. Và sau đây để đáp tư, xin được trân trọng kính mời một vị đại diện họ nhà trai sẽ có đôi lời phát biểu cảm ơn và đáp tư. Xin được trân trọng kính mời ông ngoại của chú rể ạ. Kính thưa các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể
quý vị hai họ và tất cả trong hội hôn hôm nay. Chúng tôi đại diện cho họ nhà trai đã lên xin dâu về để làm con cái ông bà ông dượng và làm con cháu trong họ chúng tôi. Chúng tôi rất cảm ơn họ nhà gái đã rất nhiệt tình, đường xá xa xôi, ngót nghẻo, rất nhiều chỗ vòng đấy mà đã cố gắng để cùng chúng tôi rước cháu Thủy về làm con cháu trong dòng họ chúng tôi. Chúng tôi rất cảm ơn các quý vị của họ nhà gái và chúng tôi cũng xin nhận cháu làm con của ông bà ông dược, làm con cháu của chúng tôi, cháu của dòng họ chúng tôi. Chúng tôi xin cảm ơn các quý vị, các ông, các bà, rồi các bạn thanh niên nam nữ cũng rất nhiệt tình về đây để tham dự cái ngày đại hỷ của cháu Thủy và cháu Phẩm. Xin trân trọng cảm ơn. Dạ vâng, xin được trân trọng cảm ơn đại diện họ nhà trai đã có đôi lời đáp từ. Và sau đây nghi lễ trao dâu nhận rể xin phép được bắt đầu. Xin mời các mẹ sẽ cùng là lên sân khấu để trao dâu và nhận rể. Và sau đó thì cô dâu chú rể hãy cùng tiến vào trong nhà để làm lễ thắp hương gia tiên. Bác Ba ạ. Vâng ạ, xin mời bác Ba ạ. Xin mời hai mẹ, vâng, đến đây ạ. Xin mời hai mẹ Dung và mẹ Thái ạ. Vâng. Sau đây xin mời cô dâu rể cùng di chuyển vào trong nhà để làm lễ thắp hương gia tiên. Và sau đó cùng quay trở lại sân khấu để thực hiện các nghi lễ như là cắt bánh cưới, rót rượu sâm banh và nhận những món quà của những người thân yêu trong gia đình. Kính thưa quý vị, chương trình lễ thành hôn của cô dâu chú rể Hoàng Thủy Hoàng Phẩm với nickname là Hoàng Phẩm San Hô, hiện nay thì là một chủ tịch người sáng lập ra một công ty truyền thông và sự kiện rất nổi tiếng ở Hà Nội, là CEO điều hành, đó chính là Hoàng Phẩm. Còn cô dâu Hoàng Thủy với nickname rất nổi tiếng là Thủy Kẹo, hiện đang công tác tại Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng, VB Bank. Nên Tết năm nay là chúng ta gia đình cứ tha hồ mà có tiền mới để lì xì và mừng tuổi. Hiện nay thì cô dâu chú rể đang chuẩn bị làm lễ gia tiên và sau đó cùng quay trở lại sân khấu để đến các nghi lễ. Trong khi chờ đợi thì chúng ta sẽ cùng nghe một bài hát từ một vị khách trong gia đình nhà chúng ta. Xin mời Quang Phụng. Dạ, Quang Phụng đâu ạ? Phụng sẽ ngồi các cháu nằm ở ngoài trật tự nhá. Ở ngoài không được gái đâu. Ở trong đây các cháu thắp nén hương để cho chưa rồi hẳn. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện rành Cha cả sang nước Cha, dưới đất cũng như trên. Hay lương thực hàng ngày, tha nợ chúng con như chúng ta có nợ chúng con, xin chớ để con xa chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Tôi tin kính trời là Cha phép tắc, chết và tang xa
ấm suối nguồn tìm về nhất ông lá xanh tìm về cội cây con đây tìm về tổ tiên để thương nhớ ơn sinh thành dưỡng nuôi bao ngày tháng cho con được thành người để có ngày hạnh phúc hôm nay. Lạy Chúa là Chúa các bậc tổ tiên của cha ông chúng con bao đời, muôn đời con ngoại ngợi ca danh Thánh Chúa và tán dương tuyệt tác Chúa Trời. Con người tìm về tổ tông, suối nguồn đổ về biển, chuyến đò tìm về bên sông. Con đang nhìn về tổ tông để kính nhớ cha ông bao đời, dưỡng nuôi bao ngày tháng cho con được thành người để có ngày hạnh phúc hôm nay. Lạy Chúa là Chúa các bậc tổ tiên của cha ông chúng con bao đời, muôn đời con mãi ngợi ca danh Thánh Chúa và tán dương tuyệt tác Chúa Trời. Ngợi ca danh Thánh Chúa và tán dương tuyệt tác của Ngài. Chúng con trông cậy rơ Thánh Đức Mẹ Chúa Trời. Nhất định cha và con, amen. Các cháu thắp hương cho các cụ. Sau khi làm lễ và thắp hương gia tiên xong, xin mời chú rể Hoàng Phẩm và cô dâu Hoàng Thủy hãy cùng di chuyển lên sân khấu để chúng ta thực hiện các nghi lễ cắt chiếc bánh cưới cũng như là rót rượu sâm banh và chúng ta cùng chính thức tổ chức các chương trình trên sân khấu. Xin quý vị một tràng vỗ tay ạ. Đây, cô dâu chú rể hôm nay đây, mới nhìn anh cũng biết ngay không nhầm, cô dâu Thủy Kẹo thì váy trắng mà hồng, đi bên chú rể mà lòng rất vui ạ. Và xin mời cô dâu chú rể hãy đan tay vào nhau. Đấy, chú rể đứng sang bên phải, vâng. Cô dâu rể đan tay vào nhau ạ. Vâng, cùng cú chào toàn thể quý vị. Kính thưa quý vị, mỗi chúng ta khi sinh ra trên cuộc đời này đều đã được Thượng Đế định đoạt một nửa của mình ở đâu đó. Chỉ cần họ đi ngang qua nhau, họ nhìn thấy nhau, họ gặp nhau và thế là câu chuyện tình yêu bắt đầu. Và ngày hôm nay, tiệc cưới của hai bạn là cái kết thật đẹp cho câu chuyện tình yêu ấy. Hôm nay, ngày 1 tháng 1 năm 2023, ngày đầu tiên của năm mới, khởi đầu cho những sự thành công mới, một năm mới, một hạnh phúc mới, nhằm ngày 10 tháng 12 năm Nhâm Dần. Trong không khí mùa xuân phấn khởi, thì đôi bạn Thủy và Phẩm đã quyết định về với nhau để dựng mùa xây tổ ấm. Và được sự công nhận của pháp luật, sự nhất trí của hai bên gia đình, ngày hôm nay chúng ta có mặt ở đây để cùng với Hoàng Thủy, Hoàng Phẩm thu hoạch mùa quả hạnh phúc. Thật đúng là trải qua năm đợi tháng chờ, ngày vui sum họp bây giờ là đây. Chầu duyên tô thắm môi hai họ, chén nước trà thơm đậm nghĩa tình.
Và ngay bây giờ, chúng tôi xin mời cô dâu chú rể hãy cùng chuẩn bị tiến sang phía bên trái của sân khấu. À, đầu tiên hai bạn hãy giơ tay ra để trao nhẫn á. Vì nhẫn chúng ta đã trao ở nhà thờ, nên chúng ta chỉ trao tay để chụp ảnh. Để và chúng ta làm nghi lễ ạ, trao tay ạ. Vâng, xin mời những tràng vỗ tay của quý vị. Cô dâu chú rể đã thực hiện tất cả các nghi lễ theo công giáo tại nhà thờ cũng như trao nhẫn. Còn bây giờ, xin mời cô dâu chú rể cùng tiến sang phía bên trái để cùng chung tay các chiếc bánh gato tình yêu của hai bạn để chia sẻ những điều ngọt ngào đầu tiên tới toàn thể các quý vị khách quý nhân ngày vui trọng đại hôm nay. Xin mời. Xin mời cô dâu và chú rể chung tay các chiếc bánh gato tình yêu, chia sẻ những điều ngọt ngào. Chiếc bánh tượng trưng cho cô dâu rất ngọt ngào, rất tinh khiết. Tiếp theo chúng tôi xin mời cô dâu chú rể cùng tiến sang phía bên phải của tháp ly để cùng chuẩn bị rót chai rượu sâm banh. Chú rể hoàng phẩm san hô hãy trực tiếp mở chai rượu sâm banh, hãy lắc thật nhẹ thật đều để cho nắp chai sâm banh sẽ bật tung lên. Kính thưa quý vị, chú rể hoàng phẩm đã cùng với chúng tôi, cùng với cả ca sĩ Tuấn Phong tham dự rất nhiều sự kiện trọng đại và hoành tráng tại Hà Nội cũng như tại nước ngoài. Nhưng đây là lần đầu tiên chú rể hoàng phẩm sẽ trực tiếp mở chai rượu sâm banh của cuộc đời mình nên có một chút bối rối. Xin quý vị tạm ứng trước và cổ vũ cho hoàng phẩm ạ. Chú rể đang rất hộp. Wow, một tiếng nổ vui tai đã vang lên. Xin mời cô dâu ạ, cô dâu ạ. Vâng, cùng chung tay vào. Cô dâu tay kia, tay kia, tay kia. Vâng, đúng rồi. Cao ly lên một chút ạ. Vâng, wow. Kính thưa quý vị, cô dâu và chú rể đang chung tay rót vào tháp ly sâm banh đá khói, một tháp ly tượng trưng cho nền tảng phát triển bền vững của gia đình Việt Nam. Những dòng sâm banh ngọt ngào và đỏ thắm đang tuôn trào dưới tháp ly, tượng trưng cho tình yêu nồng thắm, đắm say, ngọt ngào và mãnh liệt của hai bạn. Và chúng ta hãy cùng chúc cho cô dâu chú rể mãi mãi giữ được lửa tình yêu ngọt ngào, đắm say những dòng sâm banh kia. Ở chai rượu thứ hai thì chú rể sẽ dành lại một nửa chai cho các ly ở dưới để chuẩn bị nghi lễ uống rượu giao bôi. Kính thưa quý vị, chúng tôi là những bạn bè thân thiết của cô dâu chú rể tại thủ đô Hà Nội, đã được chứng kiến câu chuyện tình yêu của hai bạn, cũng có những giận hờn, cũng có những vui buồn, cũng có những cảm xúc, và đó mới chính là tình yêu. Nhưng quan trọng hơn, các bạn đã quyết định đến với nhau để cùng nhau xây dựng tổ ấm hạnh phúc. Chú rể thì cũng đã có xe ô tô riêng và đã chuẩn bị có nhà riêng tại thủ đô Hà Nội, và chúng ta hoàn toàn tin tưởng rằng cô dâu chú rể sẽ có một tương lai vô cùng sáng lạn. Và sẽ sinh ra những em bé thật là xinh tươi, và bố mẹ cũng hoàn toàn yên tâm khi hai bạn đã lập nghiệp tại thủ đô Hà Nội. Xin mời chú rể sẽ rót vào các ly ở dưới để cùng chuẩn bị uống rượu giao bôi. Và ở dưới thì quý vị chúng ta cũng sẽ chuẩn bị rót các ly trà thay rượu để cùng với cô dâu chú rể hãy cùng nâng ly để rót vào các tháp ly. Xin chào, kính mời đại diện hai họ lên để cô dâu chú rể sẽ dâng các ly rượu hồng để kính chúc lên đại diện hai họ, và chúng ta hãy cùng nâng cốc ạ. Dạ, xin mời hai bác ạ, cô dâu rể hãy dâng các ly lên các bậc đại diện hai bên gia đình, và âm nhạc hãy cho bản nhạc thật là hoành tráng và lãng mạn. Vâng ạ, xin mời toàn thể quý vị chúng ta hãy cầm ly trà ngang lên ạ, thay lấy trà thay rượu ạ. Và chúng ta sẽ cùng chuẩn bị hô 1, 2, 3, yo, 2, 3, yo và 2, 3, chúc mừng hạnh phúc có được không ạ?
Dạ, sẵn sàng nhá. Nào bác ơi, chuẩn bị đi, nâng cao ly lên nhá. Rồi, sẵn sàng chưa ạ? Quý vị đã sẵn sàng chưa ạ? Sẵn sàng là to lên ạ, cảm ơn âm nhạc. Quý vị đã sẵn sàng chưa ạ? Chưa, to lên ạ. Quý vị đã sẵn sàng chưa ạ? Ly ở đâu là ly ở đâu? Ly ở đây là ly ở đây. To lên nhá, để chúng tôi đang ghi hình ấy. Ly ở đâu là ly ở đâu? 1, 2, 3. Rồi, 2, 3. 2, 3. Chúc mừng hạnh phúc. Tình ta luôn yeah. Chạm ly đi ạ. Yeah. Chạm chén đi ạ. Trong ngày vui tựa như đóa hoa. Rồi rồi, quàng tay vào nhau, uống rượu ra môi, quàng tay vào nhau nhá, để ghi lại khoảnh khắc này. Lòng không nói nên lời. Ngày vui chưa mến ngàn ca khúc yêu đời. Vâng ạ, xong rồi, cảm ơn các bạn, vỗ tay ạ. Xin mời cô dâu chú rể sẽ xuống mời nước mời trà các quý vị khách quý để chúng ta cùng ghi hình. Kính thưa quý vị, chương trình lễ thành hôn của cô dâu chú rể đang được truyền hình trực tiếp qua các kênh phát livestream của Facebook TV cũng như trên các nền tảng mạng xã hội. Hiện nay số lượng người xem vào đang là 5.000 người, cộng với cả 1.000 người trực tiếp ở đây thì hiện nay có khoảng 6.000 người đang cổ vũ và theo dõi cho tiệc cưới của hai bạn. Và trong khi cô dâu chú rể đang đi mời nước các cụ công các bà, chúng ta sẽ cùng đến với một ca sĩ rất là nổi tiếng, là một người bạn rất là thân thiết của chú rể, vừa đáp chuyến bay gần nhất từ thành phố Hồ Chí Minh trở về với Hà Nam của chúng ta. Quán quân ca sĩ thần tượng năm 2019, một dòng ca rất độc và lạ. Xin được hân hạnh giới thiệu dòng ca của nam ca sĩ Phùng Tuấn Phong, quán quân ca sĩ thần tượng 2019 với những bản tình ca. Và sau đó thì các ca sĩ người nhà chúng ta cũng sẽ chuẩn bị. Xin mời ca sĩ Tuấn Phong của Liên Sân Gấu để gửi tặng cho tất cả quý vị những bản tình ca. Xin mời cô dâu chú rể hãy đi mời nước các cụ công các bà, sau đó mời nước cả các anh chị em bạn bè, các nhóm sinh viên công giáo Di Trạch, rồi nhóm sinh viên công giáo Hà Thành rất đông. Chúng tôi hôm nay nhìn thấy đông đông các nhóm sinh viên công giáo rất mạnh tại thủ đô Hà Nội. Dạ. Và sau chương trình văn nghệ thì chúng ta sẽ đến phần tặng quà. Các cô, dì, chú, bác, bố mẹ, anh chị em ruột, chúng ta có món quà chúng ta cùng chuẩn bị sau vài tiết mục văn nghệ. Xin quý vị một tràng vỗ tay cho ca sĩ Phùng Tuấn Phong. Ok. Dạ, kính thưa quý vị, thưa mấy lời đầu tiên xin phép xin gửi đến quý vị lời chúc sức khỏe, lời chào trân trọng nhất. Không thể thiếu đó là 4 chữ vàng trong năm hạnh phúc xin gửi đến cho Hoàng Phẩm và Thịnh Kẹo. Xin chúc cho hai bên thông gia được thông sâu nghĩa cử và xin chúc cho quý vị có một năm mới thật nhiều niềm vui, thật hạnh phúc bên gia đình yêu thương và thật thành công. Một trong những ca khúc rất ý nghĩa để dành tặng đến cho đôi yên ương, xin mời quý vị cùng đến với ca khúc được mang tên Lâu Đài Tình Ái. Xin quý vị một tràng thật lớn cho không khí thật vui được không ạ? Cảm ơn quý vị. Dịch luôn. Anh sẽ vì em làm thơ tình ai. Anh sẽ gom mây kết hình lâu đài, đợi chờ một đêm trăng nào tới, đợi chiều vàng hôn trên làn tóc, đợi một lần không gian đổi mới, đón hai đứa chúng ta mà thôi. Tình tú trời cao, thành vương miền sáng, khai lễ đăng quang vũ dù trong đêm. Hoàng hậu về cao sang quyền quý, đẹp nụ cười quân vương vừa ý, và lâu đài mang tên tình ái, đón hai đứa chúng ta mà thôi. Em ơi lâu đài tình ái đó,
chắc không khó trên trần gian. Anh đưa em vào bằng tiếng hát, chắp đôi cánh nhung thiên thần. Em ơi lâu đài tình ái đó, sáng trong ánh tinh cầu xa. Cho nên cho dù ngàn năm qua, còn vẫn vương đôi hồn hoa. Anh kết lâu hoa bằng thơ tình ai, cho mắt em xanh đến tận muôn đời. Chuyện tình mình chưa nghe lừa dối, lời hẹn đầu chưa đi vào tối. Và lâu đài mang tên tình ai, đón hai đứa chúng ta mà thôi. Trời cao thành vương miền sông, khai lễ đăng quang vũ trụ trong đền. Hoàng hôn về có sắc quyền quý, đẹp nụ cười quân vương vừa ý. Và lâu đài mang tên tình ai, đón hai đứa chúng ta mà thôi. Em ơi lâu đài tình ái đó, chẳng không có chi trần gian. Anh đưa em vào bằng tiếng hát, chắp đôi cánh nhung thiên thần. Em ơi lâu đài tình ái đó, sáng trong anh tình cầu xa. Cho nên cho dù ngàn năm qua, còn vẫn vương đôi hồn hoa. Bằng thơ tình ai, cho mắt em xanh đến tận muôn đời. Chuyện tình mình chưa nghe lừa dối, lời hẹn đầu chưa đi vào tối. Thì lâu đài mang tên tình ai, đón hai đứa chúng ta mà thôi. Chuyện tình mình chưa nghe lừa dối, lời hẹn đầu chưa đi vào tối. Và lâu đài mang tên tình ai, đón hai đứa chúng ta mà thôi. Chuyện tình mình chưa nghe lừa dối, lời hẹn đầu chưa đi vào tối. Và lâu đài mang tên tình ai. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và một ca khúc tiếp theo, xin mời quý vị cùng đến. Ok, không sao cả. Đây là một sự cố hy hữu, không sao. Cái ghế nó bị trượt chân này. Sao cả. Một câu tiếp theo. Thưa quý vị, một tràng vỗ thật lớn cho anh nhạc công này ạ. Làm mọi người vui quá, ai cũng cười tươi. Ok, không sao anh ạ. Ok. Dạ. Không, cái ghế nó bị trượt chân ở đằng sau ấy, nó bị hững ra cái, không sao cả. Một tràng vỗ tay nữa lớn đi ạ. Và ca khúc được mang tên Thì Thầm Mùa Xuân xin gửi tặng đến cho quý vị cũng như là những lời chúc mừng năm mới đến quý vị trong hội hôn ngày hôm nay. Xin mời cùng quý vị cùng đến với ca khúc này. Let's go!
dầm chân non xanh mơn mát, từng hạt mưa lau lay rơi mùa xuân. Hoa trong cánh vẫn lấp lánh, lời yêu thương như thương ai ngập ngừng. Mùa xuân đã đến bên em và mùa xuân đã đến bên anh thì thầm. Làn gió khẽ vuốt tóc em và làn gió nói cùng em nhớ thương. Và em đã biết nói tiếng yêu đầu tiên, và em đã biết thương nhớ biết dần hơn. Mùa xuân đã đến bên em trao nụ hôn, và mùa xuân đã trao cho em ánh mắt anh. Để rồi đã sai, để rồi ngất ngơ. Hey! Vỗ tay lớn lên không quý vị ơi. Nó xinh mơn mát, từng hạt mưa lâu lay rơi mùa xuân. Và trong ánh mắt lấp lánh, lời yêu thương ai ngập ngừng. Mùa xuân đã đến bên em và mùa xuân đã đến bên anh thì thầm. Làn gió khẽ vuốt tóc em và làn gió nói cùng em nhớ. Đầu tiên và anh đã biết thương nhớ biết dần hơn. Mùa xuân đã đến bên em trao nụ hôn, và mùa xuân đã trao cho em ánh mắt anh. Để rồi đã say, để rồi ngất ngây. Và em đã biết nói tiếng yêu đầu tiên, và anh đã biết thương nhớ biết dần hơn. Mùa xuân đã đến bên em trao nụ hôn, và mùa xuân đã trao cho em ánh mắt anh. Để rồi đắm say, để rồi ngất ngây. Một chữ vàng trong năm hạnh phúc, xin quý vị một tràng vỗ tay lớn cho đôi đưa. Hey, come on. Xin được cảm ơn Tuấn Phong. Và Tuấn Phong sẽ quay trở lại sau 1 phút nữa. Xin mời em tiếp tục xuống uống trà, cắn hạt hướng dương để cùng đến với phần tặng quà. Sau đó chúng ta còn rất nhiều chương trình giao lưu văn nghệ với rất nhiều ca sĩ nổi tiếng đang chờ đợi được lên gửi tặng cho toàn thể quý vị. Và sau đây xin mời đến phần tặng quà của họ nhà trai. Chúng tôi xin được trân trọng kính mời cô dâu rể cùng lên sân khấu để nhận những món quà của gia đình. Xin mời đầu tiên xin mời bố mẹ của chú rể là ông bà Hoàng Văn Dược và Hoàng Thị Thái. Bố mẹ của chú rể lên tặng quà trước ạ. Hôm nay thì mẹ Thái cũng có những cái kiềng để tặng cho con dâu và những chiếc nhẫn để tặng cho con trai của mình. Kể từ ngày hôm nay, bạn Thủy chính thức là vợ, là con dâu gia đình nhà anh Phẩm. Và ngày hôm nay thì mẹ chồng nàng dâu cũng đã có những kỷ niệm rất là đẹp và những cảm vô cùng tuyệt vời.
Dạ, xin mời gia đình mình chụp kiểu ảnh ạ, chụp kiểu ảnh ạ. Xin mời ông bà có quà không ạ? Vâng ạ, ông bà có quà thì cũng lên ạ. Vâng, hình như bà ngoại có quà đấy ạ, phong bì dày lắm ạ. Vâng. Mời bà ngoại lên ạ. Ông ngoại lên ạ. Vâng, ông ngoại lên ạ. Hỡi em yêu, ông bà ngoại cũng không có gì tặng cho cháu của mình, một đoạn phong bì rất là dày, tình cảm chứa chan. Bên nhau sớm chiều, thương nhau thật nhiều. Anh chị Diệu Thiện như chưa từng yêu. Dâng kính và các em gái chúng ta lên sân khấu khẩn trương. Các em chúng ta lên sân khấu đi ạ, thời gian không còn nhiều ạ. Em Đan, em Mai, em Hoan, Dâng, em Kính, em Linh. Tất cả các em luôn. 3 chấm, 3 chấm. Đừng ngại ngần gọi tên em đi. Đừng ngại ngần gọi tên anh đi. Đừng ngại ngần gọi tên nhau đi. Mình cưới nhau đi. Em này hôm nay đồng cục hết rồi. Chẳng chờ gì trong ấy em đây. Chẳng chờ gì vợ ơi anh đây. Ngày tuyệt vời nào hơn hôm nay. Mình cưới nhau ngay. Yes I do. Các bạn nam của họ nhà trai xem có thể làm quen giao lưu Xuân Bắc xem ạ. Xuân Bắc xem thể giao lưu làm quen họ nhà gái. À họ nhà trai rực rỡ như này họ nhà gái nào. Các bạn có thể làm quen giao lưu em Facebook Zalo đi. Còn chờ gì từ nay về sau mình chung bước đi. Hai cháu Min anh Thư đâu ạ? Min đâu? Min lên thật trường. Min anh Thư lên tặng cho cậu một cái chiếc nhẫn đi. Yêu nhau đến mãi về sau. Bên nhau đến khi bạc đầu. Mình sẽ là các con bê này thật là nơi đấy ạ. Chỉ cần có bố bê lên cho con chỉ tưởng tượng cầm bánh thôi, con bê lên đâu ạ? Cháu còn rất nhỏ. Rồi sẽ mai là chồng của em. Hiểu ơi, hiểu mang lên cho con. Sẽ mai là vợ của anh. Hôn nhau đi em còn chờ gì? Hôn em đi anh còn chờ gì? Nhóm sinh viên công giáo Di Trạch là nơi anh Phẩm sinh hoạt học tập trên Hà Nội sẽ có phần quà để chúc mừng cho anh chị. Rồi, nhóm sinh viên công giáo Di Trạch là nơi gắn bó với anh Hoa Hoàng Phẩm rất là lâu năm. Hãy cho các cháu Mi biết chụp ảnh đã. Min Anh Thư cười tươi lên, cười tươi lên, rồi nghe răng ra, rồi đấy. Rồi xin mời nhóm sinh viên công giáo Di Trạch, nhóm sinh viên công giáo các bạn lên đi ạ. Xin mời quay phim Minh Nam. Quay phim Minh Nam chuẩn bị lên tặng quà.
Nam lên đây ạ, xin mời bầu xô Nguyễn Lệ Thúy. Bầu xô lên tặng quà. Minh Nam lên chưa ạ? Dạ, nhìn thẳng, ok, nhìn thẳng, nhìn thẳng. Xin mời ca sĩ Tuấn Phong và anh MC Phong Lẩn lên tặng quà cho bạn chụp ảnh kỷ niệm. Xin mời ca sĩ Tuấn Phong, xin mời bầu xô Lệ Thúy, MC Công Huy, anh đồng nghiệp của Hoàng Phẩm tại thủ đô Hà Nội. Ca sĩ Quang Phụng chuẩn bị xong. Ngoài ra thì quý vị có thể các bạn bạn bè thân thiết để chuyển khoản qua ngân hàng của vợ của Phẩm 1993 05 019, chuyển khoản tinh tinh luôn. Rồi à, còn quà tặng nào được không ạ? Còn ai muốn tặng quà phong bì vàng bạc nhẫn hột xoàn kim cương thì chúng ta đăng ký tặng quà. Dạ nếu hết rồi xin mời cô dâu rể lại xuống để cùng thưởng thức chị Văn Nghệ và ca sĩ Quang Phụng đúng không ạ? Ca sĩ Quang Phụng hát một bài để họ nhà gái cũng xin phép được đi về. Xin mời ca sĩ Quang Phụng với bài hát Tàu Anh Qua Núi. Vâng. Tàu Anh Qua Núi nha, remix, remix. Alo. Chào mừng quý vị và các bạn cùng quay trở lại với trường quay Facebook của chúng ta ngày hôm nay. Được phát sóng truyền hình trực tiếp trên những chiếc điện thoại mà các bạn đang cầm trên tay ngay giờ phút này. Kính thưa quý vị và các bạn. Xuân nào thì cũng có hoa đào và thư nào thì cũng có lời chào đầu tiên. Lời chào đầu tiên cho phép Quang Phụng được thay mặt cho phái đoàn nhà trai gửi lời chào tới tất cả các cô ông, các cô bà và toàn thể mọi người đang có mặt ở hôn trường cưới ngày hôm nay, đặc biệt là họ nhà gái, một lời chào và một lời kính chúc sức khỏe tốt đẹp nhất. Quang Phụng xin chào tất cả mọi người. Khá lâu rồi chúng ta mới lại gặp nhau trong một cái dịp vui của làng như này, đúng không mọi người? Phải nói là rất nhớ tất cả mọi người rồi đấy. Và trước khi đi đám cưới thì mẹ Phụng cũng có vỗ vào vai Phụng và dặn với Phụng rằng là Phụng của mẹ đến đám cưới con không hát thì hò con nhá. Không ai đem chấm điểm và chẳng ai đo giọng mình đâu con ạ. Con trai của mẹ hãy hát lên những câu nghĩa câu tình. Con hát cho đôi bạn trọn đời bên nhau. Cho quả cau là quả cau non, thân nó tròn tròn, vỏ nó lại xanh xanh. Để nàng về nàng ở bên anh và yêu nhau cau 6 thì bổ thành cau 3. Hôm nay là một ngày khá là đẹp trời phải không nào mọi người? Và đặc biệt là đẹp hơn thế nữa khi mảnh đất yêu thương văn quán của chúng ta, một mảnh đất hứa hẹn nhiều những ngôi nhà đẹp, những khu biệt thự xa hoa sang chảnh với những tòa lâu đài hoa lá uy nghiêm tráng lệ, mảnh đất của ông tổ nghiệp ngành xây được vang danh tên mình làng văn quán thân yêu của chúng ta, một mảnh đất mà chúng ta vẫn thường gọi với tên gọi rất thân thương. Muốn bình yên thì về Duy Tiên, muốn sống cuộc sống hòa đồng thân thiện không hờn không oán thì mời bạn về mảnh đất văn quán quê tôi. Được ông Tơ và Nguyệt sánh duyên cho bạn trẻ Hoàng Phẩm và Hoàng Thủy được nên vợ thành chồng thì Quang Phụng cũng đến đây có một bài hát để chúc mừng hạnh phúc cho đôi bạn trẻ. Quang Phụng xin chúc cho đôi bạn trẻ đạt được mọi thứ nhất trong thời gian gần đây nhất, hạnh phúc nhất, chọn đúng con đường mình đi nhất và đặc biệt là sớm sinh cục vàng quý tử nhất. Sau đây Quang Phụng xin gửi tới quý vị và các bạn bài hát được mang tên Tàu Anh Qua Núi.
và Phụng hy vọng rằng đây là sẽ là một bài hát mang đến cho tất cả chúng ta có một bữa tiệc âm nhạc với một món ăn thư giãn tinh thần thoải mái sảng khoái nhất. Đèo Hải Vân mây bay đỉnh núi như khi xưa qua đèo qua suối mà lòng anh mơ tàu qua núi cao ngày hôm nay thanh thang con đường lớn tàu anh đi trong yêu thương chào nôn tha thiết bao niềm vui theo anh con tàu đi là thương nhau anh bắt cầu cho tàu em tới là yêu nhau mây xuôi em cũng lội là thương nhau mây đuôi em cũng trao con tàu Việt Nam đi xuống buồn mùa vui qua đèo Hải Vân mây bay đỉnh núi nhớ thương nhau anh chờ em tới là tàu anh đi vượt qua núi Bắc hay vào Nam là thương nhau anh bắt cầu cho tàu em tới là yêu nhau mây xuôi em cùng lội là thương nhau mây núi em cùng thôi. Vâng, cuộc vui nào thì cũng có lúc tàn rồi. Và bước tiệc nào thì cũng có lúc tàn. Hy vọng rằng là bài hát vừa rồi của Phụng đã mang đến cho tất cả chúng ta có một bữa tiệc âm nhạc với một món ăn thư giãn tinh thần thoải mái sảng khoái nhất. Quang Phụng xin dừng lại những lời ca hát của mình tới đây để nhường chỗ cho sân khấu với những tập sau. Trước khi thay mọi người thì Quang Phụng chúc cho tất cả chúng ta có một sức khỏe dồi dào, một công việc ổn định và mọi sự may mắn thành công sẽ luôn đi cùng chúng ta cho đến hết những chặng đường dài. Chắc chắn rồi đúng không mọi người? Chắc chắn chúng ta sẽ gặp lại nhau trong những dịp vui của làng như thế này lần sau và lần sau sau nữa. Còn sự ngọt ngào nó hơn khi chúng ta được quây quần bên nhau trong một cái không khí vui tươi nồng ấm và náo nhiệt như thế này. Vâng, MC đã giơ tay lên rồi. Báo hiệu cho thời gian của Phụng đã hết trên sân khấu để nhường chỗ cho những tiết mục sau rồi. Và Quang Phụng xin chào tạm biệt tất cả các cô ông, các cô bà. Chào những bạn nam thanh nữ tú, chào những bạn trai xinh gái đẹp, chào những bạn nhân tài mầm non tương lai tươi sáng của đất nước. Quang Phụng xin chào tạm biệt tất cả mọi người và hẹn gặp lại. Tạm biệt mọi người. Phải nói là Quang Phụng hát thật là hay, càng nghe càng thấy đắm say lòng người. Đề nghị quý vị không cười, chương trình sẽ kết thúc đúng 11:55. Và ngay bây giờ, xin mời đại diện họ nhà gái có đôi lời để chúng ta xin phép được trở về với gia đình họ nhà gái. Xin mời bác ạ. Kính thưa tất cả các cụ quan viên họ, hai bên bốn họ. Chúng tôi dẫn cháu Thủy về đây để được các cụ, các ông, các bà, quan viên họ nhà gái đã đón tiếp chúng tôi rất là nồng hậu. Thay mặt cho quan viên họ nhà gái, chúng tôi xin gửi lời kính chúc sức khỏe các cụ công các bà sang năm mới mạnh khỏe bình an trong Chúa Kitô. Và cái cuộc vui nào cũng đến lúc kết thúc, thì đến giờ cũng là giờ chúng tôi trước khi đi là các cụ ở nhà đã dặn rồi,
Đến giờ này là đến giờ chúng tôi về mà cũng rất may được ban tổ chức cho phép chúng tôi lên về đúng giờ. Thế thì trước hết là tôi xin trân trọng cảm ơn và xin chúc sức khỏe tất cả các cụ, các bà, quan viên hai bên bốn họ. Xin kính chúc ban tổ chức sức khỏe dồi dào, thành đạt. Xin trân trọng cảm ơn. Dạ vâng, xin được trân trọng cảm ơn đại diện gia đình họ nhà gái cũng đã có đôi lời phát biểu để cảm ơn. Và xin mời toàn thể quý vị chúng ta cùng đứng lên bắt tay để cùng kết tình thông gia. Cô dâu chú rể mang chầu cau ra phía cổng để cảm ơn các quý vị khách quý. Xin cảm ơn hai gia đình chúng ta ngày hôm nay vui đón dâu hiền, thêm tình, thêm nghĩa và thêm quyền mẹ cha. Trước là vui cửa, vui nhà mà sau là hạnh phúc cũng là vui chung. Xin mời quý vị chúng ta cùng vâng ạ. Bạn Xuân Bắc đã bị kẹp kem. Bạn Xuân Bắc đã bị quẹt bánh ơi. Hello.